thảo cỏ thì làm thì gọi là cũng không ngại được. Có thể là ở thời điểm này thị trường đấy, thị trường tại điểm mà mình đang tính đầu tư đấy chưa có ai làm chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì mình đầu tư ra vài cái cặp máy cỏ cỏ và mình làm thông thường, mình vẫn đông khách, vẫn có khách, bởi vì có ai giặt đâu, thì người ta cứ giặt mỗi người đấy thôi. Nhưng mà người khác một thời gian người ta nhìn thấy nhà mình làm được thì người ta sẵn sàng đầu tư sau, và chắc chắn đầu tư sau người ta sẽ đầu tư chuyên nghiệp hơn. Thì chuyên nghiệp hơn, mọi thứ ok hơn thì người dân người ta lại muốn đi sử dụng cái dịch vụ tốt hơn, đúng không? Giá vẫn thế hoặc nhỉnh hơn một tí nhưng mà lại được hưởng trải nghiệm tốt hơn. Vậy thì đã xác định phân khúc đấy, mình lại đầu tư, mình phải đầu tư chuyên nghiệp và phải đầu tư nó nhiều vốn hơn. Và đã đầu tư nhiều vốn hơn về máy móc thiết bị rồi, nó lại cộng thêm cái vấn đề nữa là lại phải chuẩn bị dự trù một cái phần liên quan đến cái tiền thuê mặt bằng. Thì có nghĩa là thời điểm ban đầu mình kinh doanh ấy, có thể là 3 tháng đầu hay là 6 tháng đầu, là 3 tháng đầu mình xác định nó là những thời điểm mình còn phải bù lỗ luôn. Nghĩa là bù lỗ về cái vấn đề tiền mặt Thì bằng, cái đấy thì chị hướng dẫn tiền chị, thuê máy thì móc thiết chính vì vậy bị. là chị chờ em đi như em mình đi như thế, thì là mình muốn biết là nếu mà em quan sát cái tình hình đây thì chị đang có hai hướng, một là mình sẽ làm trực tiếp ở nhà thì khu dân cư mọi người đi lại còn vắng, hay là nếu như em nhìn về cái khu vực xung quanh này này thì có nên tìm một cái địa điểm nó có đông dân cư hơn, ví dụ như là ngoài mặt đường cái chỗ mà mấy cái trường ấy Vâng. đấy, ví dụ có thể mình thuê đấy, ở đấy thì đông Vâng. đường đi lại, nói chung là trục chính họ Vâng. đưa đón họ đi lại, trục đấy là trục chính Vâng. để mà họ đi từ đằng này ra đằng kia, từ khu này đến khu kia, hoặc là đi ra ngoài đường trục to nên là Vâng. trục đấy nó sẽ đông, người ta Với kinh doanh thì chị là dân đất thổ ở đây và với tình hình dân như chỗ này này thì nó chỉ cách đây mấy trăm mét thôi nhưng mà nó khác hẳn. chị cứ làm ở nhà của chị thôi. Chị làm ở nhà chị, và cái ngành này nó lại khác với nhiều ngành. Nhiều ngành là ok là người ta phải đến tận nơi để người ta trải nghiệm, rồi người ta mua sắm hoặc là thử quần áo, người ta phải đến tận nơi người ta thử, đúng không? Ăn uống người ta phải tận đến tận nhà hàng người ta ăn, ngồi không gian nó sang trọng này nọ. Như ngành của mình ấy, mình lấy đồ về, mình giặt, mình xử lý cho họ rồi mình mang đến trả tận nơi cho họ. Chính như vậy nên là mình không cần nhất thiết phải là chọn một cái mặt bằng nó đại điểm trung tâm như của chị nói. Bởi vì chị sẽ mất, nếu mà thuê đấy chị sẽ mất thêm khoảng là 10 triệu một Thật tháng nữa, đúng không? ra 10 triệu một tháng thì cái tiền đấy nha, chị chịu khó cho em, chị bỏ thời gian ra cho em. Thời gian đầu là chị đi tiếp cận khách hàng, có thể là bỏ cả tiền chạy quảng cáo tiếp cận khu vực luôn, và chị tiếp cận khách hàng phát card phát tờ rơi như em nói ấy. Sau đó nha, chị được khách nào chị chăm khách đấy thật tốt cho em, chăm sóc cái dịch vụ sau bán hàng là sau khi giặt ra thứ thật tốt cho em. Thì trong cái ngành này nha, là nếu như mình chọn được một cái điểm đẹp mà mình giặt quy trình chất lượng bị kém, bị hỏng đồ, bị lỗi, hoặc là mình không có cái câu chuyện chăm sóc khách hàng ấy, người ta có thể đến người ta giặt mình có một lần thôi. Sau những người khác giống như chị, người ta tiếp cận được tốt, người ta vẫn giặt người khác đi bình thường, thì chị cũng bị mất khách. Thì cái này nhá, là mình thay vì mình bỏ tiền mình thuê mặt bằng như vậy, một năm mất hơn 100 triệu tiền thuê mặt bằng rồi, thì ở đây chị ban đầu chị bỏ tiền ra chị chạy quảng cáo, nó không nhớ mất nhiều chi phí, có thể là mất tầm khoảng 10 15 triệu cho chạy hẳn tầm khoảng độ 6 tháng đầu tiên đi. Mỗi một tháng mình bỏ ra tầm khoảng độ hơn 1 triệu đến 2 triệu tiền chạy quảng cáo tiếp cận, cộng với việc là mình in những cái tờ rơi, những cái cáp, và mình ấy, bản thân mình phải trực tiếp đi mời người ta. Khi chị mời được một người rồi, chị giặt rồi, thì bắt đầu là chị phải có cái khâu chăm sóc người ta nữa, kết bạn Zalo rồi đủ mọi thứ, rồi đến vào mùa có chương trình thì bắt đầu gửi thông tin chương trình, bắt đầu mình đưa ra những cái chương trình giặt khuyến mại. Nghĩa là mình cách mình làm chuyên nghiệp, nó là chuyên nghiệp như vậy. Còn như bây giờ tất cả mọi người làm giặt nha, em nói thật là chưa có bên nào mà lại có cái kiểu gọi là giặt cho khách xong lại chăm sóc lại được người ta, gọi điện hoặc là đến mùa lại có những cái chương trình ưu đãi hay gì để cho người ta, nhắn tin cho người ta. Thực ra nó không phiền phức gì cả, mình đang cho người ta những cái lợi ích mà. Nhưng mà đấy là cái cách để chăm sóc của mình. Thì làm kinh doanh, nếu như mình làm về những cái mặt này thì nó là liên quan đến vấn đề giống như của ngân hàng tiêu hao, có nghĩa là ông giặt năm nay rồi bản ông lại phải giặt tiếp, có thể một năm ông giặt 3 4 lần, hoặc ông giặt cái này ông giặt cái khác nữa. Vậy thì cái chăm sóc khách hàng cũ của mình là cái tốt nhất, thay vì cái việc mình cứ đi tìm kiếm khách mới, đi tìm khách mới. Chị tìm kiếm khách mới mà khách cũ chị không chăm được, chị mất khách đấy, thì cái cửa hàng của mình để mà phát triển lên nó cũng sẽ rất là khó. Thì đấy là cái tính chất của cái này, nó không giống như kiểu tạp hóa hay là những cái mặt hàng khác người ta phải đến tận nơi. Nên là như ở điểm này của chị nhá, có những điểm em sẽ tự tư vấn cho mọi người là thuê nó sẽ tốt hơn, nhưng mà như điểm này của chị tốt nhất chị làm tại nhà chị, không cần phải đi đâu cả, tại vì từ nhà chị đánh cái vòng xung quanh này nó chỉ 2 cây số, rất gần, đi lại nó rất tiện, cũng cũng nói chung là cũng cũng bắt đầu không vướng thì gì. nó là cái trục chính ấy, đâm ra là cũng nó chưa phải là đông thôi nhưng cũng người đi lại cũng bắt đầu có rồi, Nghĩa ví dụ là ở như đây nhá ngã chị, tư cứ em đi nhá, nhá, thì nếu mà em mà đi từ đường mới em nhìn vào
Cái nhà chị là chị check một tí là mình nhìn được nhà rồi. Chị cứ chị bỏ qua cái suy nghĩ. Nhưng mà vấn đề là nó hơi y vắng. Ở đây chị cứ bỏ qua cái suy nghĩ là mình tiếp cận khách hàng bằng cái kiểu trực diện đi. Tiếp cận khách hàng trực diện là gì? Là người ta đi qua người ta nhìn thấy biển điểm nhà mình. Đấy, hoặc là chị thích chị làm một cái biển chị đặt to đùng ở ngay ngã ba này, biển biển Tà Vẫy này, chị ghi số điện thoại, đặt đệm, đặt chăn thứ thì ai mà có nhu cầu nhá. Người ta đi qua người ta chụp lại người ta gọi chị đúng không? Giống như câu chuyện người ta đi qua nhà chị người ta nhìn thấy vậy. Thế còn ở đây mình sẽ phải tập trung làm nhiều vào offline là đi phát tờ rơi, đi tiếp cận một một. Thứ hai nữa là online là mình dùng cái kênh Facebook của mình để mình chạy, rồi page của mình để mình chạy cái quanh khu phục này để mà kết nối được với mọi người. Thì chắc chắn là sẽ làm ổn hoặc là vào những nhóm hội cư dân này mình làm. Chứ chị ở đây chị đừng thuê mặt bằng. Tại vì như nãy em nói rồi, nếu mà thuê mặt bằng nhá, một là cái tiền trả mặt bằng hàng năm rất lớn. Chị thuê chị phải thuê mấy năm một mà trả thì người ta cũng bắt trả 3 tháng một. Chả nhẽ mình kinh doanh có 3 tháng là mình dừng đóng cửa. Chung chị vẫn ưu tiên là mặt bằng nhà mình rồi. Đấy. Nói chung là nếu mà em đã khuyên thế thì thôi mình dừng cái việc thuê mặt bằng đây, mình phân tích vào cái tập trung vào cái mình sẽ làm ở đây như thế nào. Đúng.